Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Zombie Survival. Và hôm nay chúng ta bắt đầu chơi 12 game. Trong đó có Ice Cream này, Ice Cream 2, Ice Cream 1, Rubbery Bub 2, Stickman Jailbreak, Stickman Prison, Multigrab, Multigrab Epic, Red Bull and My Tome. Let's Ice Cream 2, let's go. Đây, cụm cái giường lại cái dây. Để xuống đây. Ok, xuống. Ta phải giải cứu người bạn của mình nhá. Đưa vào đây, đợi đối phương đi ra nữa. I'm going to catch some kids today. I'm looking for the chump, puppy one. I'm going to find you some chubby kid. I'm gonna make some ice cream fun. Okay, let's go. Được rồi. Nơi đầu tiên ta đến đó sẽ là store. Let's go. Khá tối các bạn ạ. I'm going to count some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Mở cái hộp ra nhá, ta tìm một cái kìm. Ta chỉ xong đây thôi. Wow. Ra đây nhá, ở dưới cái võng này có một cái nắp này, mình mở nắp ra này. Ở dưới bên trong, bên dưới có một cái nến. Rồi, xong. Thế là ở đây đã hết nhiệm vụ nha. Tối quá. Đến Cemetery. Ta sẽ dùng nến này để lấy một cái hộp quẹt. Làm thế nào để lấy thì ta sẽ đi ở đây. Để này. Ta đến xuống cái này, Thomas Stone, rồi. Father. Đó, bây giờ chờ tên kia ra đến đây, xong rồi mình sẽ nhặt cái hộp quẹt của hắn ta. Các bạn đợi thì ở đây. Ủa, hắn không nhìn thấy mình à? Chúng ta sẽ châm đến ở đây để cho mình lấy một cái hộp bao diêm các bạn nhé. Đó. Thăm nhang. Đó rồi, bao diêm rồi. Thế là tạm thời xong rồi nha. Quay lại đây này. What will the ice cream maker want from me? Đến Circus. Ok, ta sẽ lục thùng rác này. Mình kiếm cái vé vào trong ngôi nhà. Có không? Không có. Đây, vào ngôi nhà này. Đấy, có vé. Ở đây có 5 thùng rác tất cả nhá, đã để tìm được thùng đầu tư rồi. Còn một thùng thứ 5 ở đằng này này.
Chắc chắn ở đây rồi. Không có. Trời. Đây. Đầu tiên mình phải tìm thấy thú giác cuối cùng là mình thấy. Xong rồi, cửa lên nha. Rồi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Ok. Thực ra là Michael muốn đổi một thứ để... Và thứ đấy chính là lọ nước hoa. Nước hoa tí nữa mình sẽ tìm ở bãi đỗ xe nhé. Còn bây giờ mình đến đây mình sẽ tìm hai thứ khác. Hai nhiệm vụ phải làm ạ. Các bạn ạ. Thứ nhất. Đây. Ta... Mở cái này ra. Được rồi nhé, tan rơi rồi. Rồi, rồi xuống cái lỗ này. Đẩy cái loại ra. Mở cửa, chui xuống dưới cống. Đây hay lắm các bạn, nhiều điều thú vị lắm. Rồi, mình sẽ pha xong cái bên quay bên trái quay. Đây rồi. Chúng cho sáng tí. Vào đây. Ui, tối quá. Trong này có một cái bình ga. Và tí nữa mình sẽ dùng đến cái bình ga này. Bây giờ mình đi lên trên này. Mình đi mở cái cửa này từ phía trong. Đấy, cửa này bị khóa bị cái chốt này này. Mở chốt ra. Đấy, mọi người. Rồi. Nhiệm vụ ở đây con trâu cũng tương đối rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi quay lại căn nhà vừa nãy để lấy một thức ăn cho mèo. Chơi sẽ hơi lâu một tí các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi trọn vẹn luôn. Vào đây. Đấy, các bạn chơi mèo. Jay, help me out of here. Chúng ta quay lại xem là tôi đi. Để mình lấy con mèo chọn ra đây các bạn nhé. Đây là con mèo này, đấy là trên cây đấy. Đặt vào đây. Nó xuống bây giờ. Đặt này nó. Rồi. Con mèo có khả năng tự đi theo mình nên là mình không cần phải để bay đôi xe. Mèo khả năng tự đi theo mình các bạn nhé. Meo meo. Thấy không? Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ này làm vào đấy. Đấy, phải hoán đổi con mèo vào đây. Mình có cái đồng hồ. Cất đồng hồ vào đây. Rồi, bây giờ mình phải tìm nước hoa. Đây có nước hoa rồi để trao đổi với cả Michael các bạn nhé. Và ngoài nước hoa ra ta còn cần một cái tu vít nữa, nằm trong cái hộp tun bóc ở đây. Rất nhiều ô tô luôn, phải tìm được bằng hết. Không có. Không thấy.
gấu bông kìa. Đây rồi. Hộp này. Đây rồi. Đó. Và tất cả những thứ mình cần ở trong cái dạp chiếu phim này và đã xong ở hết đây hết các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cần quay lại Circus. Jay, help me out of here. Okay, quay lại Circus. Để mình lấy một số món đồ và điểm cuối cùng sẽ là cemetery. Bây giờ mình có cái này nhá, mình sẽ xuống để mình lấy cái bình ga lên. Các bạn nhớ căn nhà này không ạ? Đây rồi. Đây, đây là lối này, vào đây. Ủa? Rồi, xuống đi. Đây, bình ga này, ốc. Rồi, ôm bình ga lên. Tí nữa mình sẽ dùng bình ga này để mình làm nổ bức tường. Để vào trong lấy một món đồ. Ủa, nhà to quá các bạn. Rồi, cầm lọ nước hoa vào đây trao đổi với cả Mike. Super cool. Sure, I could do something with this. Đấy, ta có một cái nút này nút để vặn núm để mở cửa các bạn ạ. Vậy ở đây xong hết rồi, chúng ta đến điểm cuối cùng đi. Chúng ta xem đây đi. Hay lắm. 1954 này. Đầu tiên là dùng mình ra. Tìm một chỗ. Ta mở cửa ra này. Đặt vào đây. Chỗ bức tường, bức vách tường này. Đấy. Rồi, đặt vào đấy. Quay lại đây nhá. Ta lấy đồng hồ. Jay, help me out of here, please. Đồng hồ để gọi là làm bom nổ chậm. Đấy. Hộp riêng ở đây rồi, để khi nó quẹt ấy, nó châm nó nổ. Jay, help me out of here, please. À, cuối cùng là cái nút này này. Mình sẽ nổ xong mình vào căn nhà để mình tìm. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Kích hoạt. Chạy nhanh. Chìa khóa dấu đây các bạn ạ. Đây cái núm cửa này. Rồi. Mở ra. Chìa khóa đây nè. Cây gọt ký. Is anybody watching? Okay, giải cứu. Help. Chúng ta chơi Raspberry Pi. Kẻ trộm chuyên nghiệp. Ăn trộm đồ đi. Ăn trộm email, ăn trộm cái này, ăn trộm cái kia. Ăn trộm đủ thứ luôn. Không ai biết được. Huh?
Man. Chúng ta sẽ thấy mình rồi. Trouble. Stingle topping, Tara Dallas. Ủa, rất nhiều bà cụ luôn ạ, mọi người. Thank you.
Poison. Thì sẽ thỏ rồi ba. Ôi đông chưa? Tôi sẽ chặn cửa này. Làm gì ta? Get ready. Ây ô. Sư. Okay, let's go Moon Tail Club. Không ngờ có một nơi sâu này đấy. Trời ơi. Sâu như vực thẳm người ta. Ui. Sau đây như một cái mê cung các bạn ạ. Càng vào càng không thể lối ra.
ra được không? Ủa, con này sao mà ra được? Ok, chúng ta chơi Word Grab Epic nha. Single player. Dreams Island. Wow. Nhà to chứ. Ok. Con cầu, có cả bể bơi, có sông, có suối luôn này. Ui. Cái này thì mình đào này hả? Xong một cái này rồi. Bùm. Đỉnh núi kim tự tháp này. Mình phá hủy cái nhà xem nào. Nhà rộng thế. Ui. Cao thế. Mình sẽ phá cái nền này. Ok, chúng ta chơi level 4. Level 8 nha mọi người.
Adventure. The Mobin. Bye bye. Chạy nhanh, chạy nhanh. Bị thế nào? Tắm rửa cho mèo nha. Thank you.
tiền thế. Ok, đã xong rồi, cảm ơn các bạn xem video của mình.